Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị các bạn đến xã Yên Trạch để nghe các anh chị hát thi giao duyên. Các anh chị đến ăn cưới, bây giờ đang ngồi hát thi đây. Và bên này nữa. Dạ. Vâng. Có hát đâu. Chúng ta cùng vào trong bãi ruộng này để nghe các anh chị hát thi nha. Đây là hai chị gái Bắc Giang. Cho cháu để với. Đấy. Hai cô Bắc Giang nhỉ? Cô Bắc Giang 22 chú Lạng Sơn đấy. Chú Tân Thành. Vâng, hay mà. Thấy cô khen còn ngồi nghe này. Dạ. Dạ. Hay ạ. Già rồi không hay đâu. Già mới hay, mới cay. Ok. Oh,
nhà cao lớn mở ta là đôi ơi phi nhà nhà lo số áo đại như thì làm đại như bác lưu à bác xin tôi nha. Quên anh nào không về đâu? Đằng ta này. Dạ. Bye.
ơi mưa nó ơi cần bò nhà phố xứ pha lê linh địa pha lê lưu béo là chỉ cắt thôi, không hát được rồi.
không béo chỉ tàn nhái thôi, không hát được đâu. Kế bưng nước mắt nó mà xí bưng nghĩa ai nghe nào xí ngươi bắn rồi xí ngươi xí ngươi xí ngươi Đây ăn cơm mà chứ. Đó chứ. Đã tính được là phan. Thank you.
มันแบบขันเอาอย่าได้ล่ะvé thì máu nè, vé thì máu thở nữa, ngon sao mà nói không, ngon anh, không bao giờ tăng lên, bóng nắng cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, mong một năm này tất tình, đi về xa đại bến.Nam ta cao đại, nam 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 ta cao đại, n
ก็ลืมใช่ไหมยืนไหนก็ลืมหรอกcái máy để chế độ sáng ra một tí, tăng cái độ sáng lên, không có phải nó mang cái phòng đi theo chứ? Nó bây giờ tăng lên là lúc trước, đến về sau mở ra cái hình nó nét hơn. Nhẹ tăng giảm xuống cũng mưng bộ. À. Chói lắm. Cái này quá chói. Ngồi sau lưng nó nắng. Đây đây cái máy này này. Máy này được. Trên kia có ai hát không? Có, bên kia. Không, trên kia. Ba cặp đi. Ba cặp đấy. Trên Không còn trên 10 phút trên, là nhà thì chưa lên. Ba cặp đây 10 phút là mưa. Ba cặp đã ồn lắm rồi. Nhưng mà ở đấy không ồn đâu. Bạn cứ thấy lo về. Lại có một trận đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
pe sa lu nhớ nghe sa la nhớ bay nhá giờ này đi băng áo nhà bên đi đi ông ơi ông xéo đi là cả thứ sai ba mà bay ra đi nhà mi pa cho cứ nào để chỉ cứ nữ bác đang quay máy này à? Vâng. Đây đây, bác này thông khỏi đây. Một triệu dấp nữa. Nghe. 1.000 được rồi, 100.000 được rồi. Một triệu dấp. Như Lộc Phu Hô ấy. Không ai được như Lộc Phu Hô rồi. Không ai được đâu. Không ai được đâu. Taxi này ít người xem nhưng mà toàn người nông xem mà. Được khoảng tầm 10.000 được đó nhỉ? Vâng. Vâng. 100 triệu không? Không biết được hai số là chưa tổng ra chúng tôi. Có phải liên tổng gì đâu. Quay một tiếng là khoảng quay chỗ này tốn pin phết đấy nhỉ? Thế khoảng 10% pin không? Năm min này này, năm không? Mi năm lương này. Mô ơi, mô ơi. Mô ơi. Mô ơi.
bên ư chạy à từ địa chạy ôi xuống Yeah.
ngồi chỗ kia nóng lắm phải không? Nóng. Cái xe nó vàng lắm. Đấy, có quạt cái này đứa rồi đấy. Cái này quay thời gian nó không hạn chế được. Vâng. Không hạn chế được. Đi công viên có hạn chế không nhỉ? Vâng. Cái bụng nó hạn chế. Vâng. Cái bụng quay trực tiếp là hạn chế đấy. Cái này quay không thực sự đâu. Cái này quay quay video không thôi. Xong mình phát. Vâng. Oh, no.